Chào các bác. Sáng nay tôi có mua cái canh trâu của anh Công ấy, thì bệnh đi làm nên là gửi lại ở nhà vườn của ông bạn đây. Thì mấy hôm quay lại với ông bạn nhiều cây đẹp quá, đập vào mắt ngay ở cổng là cái chắc này, nhưng mà nó vướng cái hàng rào. Cái chắc đẹp quá, chắc này thằng lũa rất đẹp, rất cứng các bạn, rất cứng, bàn tay rồi đấy, chắc rất cứng. Đang chờ ông bạn về để lấy cái cây, thông báo lấy cái cây đấy, không có lại người ta tưởng ăn trộm đấy. Cái chắc lũa đẹp, rất đẹp, liền thân đấy nhá. Lũa, cái thớ nó đen, tất nhiên phải bôi thuốc đấy, nó đen là như này, phải bôi thuốc lên màu nó như này. Cũng có con mắt lũa đấy, đẹp chưa? Cái này nó phải 30, 20-30 triệu. Đây tán đầy đủ rồi. Bực với cái hàng rào này quá. Cái chắc. Oh. Chả biết ông con này cô đi đâu nhỉ? Hả? Ông con này cô đi đâu nhỉ? Chả thấy ai nhỉ? Quay cây này cái này bao tiền đấy cô? Chẳng biết. Của riêng à? Đấy. Cái chậu to lắm, chậu đường kính phải hơn mét, đường kính hơn mét. Được, nó vướng quá, tạm thời ra. Này các bác nhìn, tận nơi luôn. Đũa. Chả thấy chủ đâu. Mai chiếu thủy này. Trung ơi, Trung ơi. Mai chiếu thủy này. Thôi cứ vào đi, chờ bố không có nhà. Đó. Mai chiếu thủy đẹp. Mai chiếu thủy là lớn đấy. Là lớn. Lá lớn. Lá lớn hay là lá chung? Có vẻ là lá lớn. To, rất to. Dễ. Cây trong chậu lâu năm, để dễ và trồng chấu, phát triển mùa rễ rất là tốt. Phong cách cây miền Nam. Cây miền Nam. Nó về đây rồi này. Nó ngồi nó khóc ra mình cho nó về. Lại quay phim đi. Cái cây này bao tiền này? Chắc 12. Thế còn cây này? Mai này. Cây này á? À? 12 triệu, hợp lý nhỉ. 12 triệu. Nhưng mà tôi không thích vào cái cây mà hôm nọ của ông Lập, cây luôn. 10 triệu mai chỉ phí là to quá, cây không trở về được. Đấy, xe máy chở vất. Đẹp quá. Ngọc bút. Đàng hoàng. Ngọc Anh, Ngọc Bút đấy. Đẹp đấy. Tí cho xin cái cây gửi nhá. Cứ thế về nhá. Đấy. Ông chủ trẻ ông đang bận đi chơi bời. Mình thì chỉ gửi cây thôi, hôm nay chả mua. Đấy, mưa gió này các bạn. Mực quế, quế đẹp đấy. Mai Xuế Thủy đợt này toàn hàng lá lớn, lớn nói chung. Xem trong ngày có cái gì hay ho không. Đây, đợt này có vẻ hôm nay cũng mới lấy cái lô Mai Xuế Thủy này trong Việt Nam ra, ná nhau. Cây này hay đấy, cây này đây. Đấy, lại có con chắc nữa. Con chắc này cũng hay. Chắc này mà lũ lũa vân như vừa nãy cũng được. Cái thân của nó đẹp hơn con kia. Thân của nó đẹp hơn con kia. Vừa vào cái gì đấy nói để bán thì nói như gớm đấy, nói để bán thì nói như gớm đấy. Bao nhiêu? 10 triệu. Cứ trả giá thôi. Tầm 8 triệu á. Mai Xuế Thủy một lô mai. Cái này chắc cũng bằng cây kia tầm 15 triệu. Cây này có cái cổ, có cái dáng hay hơn, nhưng mà cái bệ này khủ quằm hơn cây kia. Nhưng mà cây này có thể khắc phục được. Không để này phải lũa đi. Thế còn cái này bao tiền? Cây này bao tiền? Cái này chắc này cũng như thế đâu. Cây này nó là cây gì không? Cây gỗ chắc. À, gỗ chắc đây. Đấy, về chơi cho nó đẳng cấp, đại gia. À, đây gỗ chắc à? Đấy. Đâu? Kia một cây to đùng ở ngoài kia đây. Cây gỗ chắc. Toàn trên chục triệu. Gặt cái này ra được. Đấy, về đục tượng thoải mái. Đục sống luôn. Cái pila này chắc mấy chục. Cây nào ngoài ngõ thôi, cây nào. Cái chắc đấy. Không, cái to đùng ngoài chỗ cái mắt cáo kìa. Cái phi lao này của ông chắc phải ngót nghét trăm nhỉ. Ghê quá, đồ sộ quá. To bằng mấy người không? Đấy, bàn tay bé tí thì bằng cái cọng dễ. Ghê chưa? Đó. Nhiều cái đẹp quá. Dãy phi lao. Kia có con lá hán đẹp mà. Mấy con lá hán đẹp mà lá thì kinh lắm. Lá kinh lắm. Đây có con tùng Đài Loan này. Xanh này, gì thế? Đây cái cành trâu sáng ngày tôi mua đây, gửi đây. Lúc nào về tôi tìm sau. Tệ hại quá, nước mưa xối rồi, bung hết cái bệ. Ông này ông mới nhấc lên bên này, ông trồng qua loa. Trời nó cùng lắm. Xanh đẹp, tiền đẹp, làm biển đẹp, nhìn nó lôi thôi này thôi, làm sáng sủa lại thì tuyệt vời. Mấy chục đấy. Đây có con đẹp nhưng mà đây toàn bùn, không đi bẩn hết. Còn bùn thôi. Một rừng Hải Châu. À đâu, Trà Phúc Kiến. Bùm xùm. Xi đỏ này hay này. Càng xanh tốt quá. Cực cốt hay. Bẩn quá không vào được. Xanh đẹp. Rất là biết. La đà. Nhiều lắm, trong này nhiều lắm. Thôi thì ra nó nhìn toàn bùn đất. Chỗ kia xui xui bẩn lắm. $10 triệu xanh. Đây, hôm nay bảo cái này 10 triệu thì phải. Rồi, vào lấy cây đi về thôi. Cảm ơn ông chủ cho gửi lấy cây nhá. Xách về thôi. Chào các bác nha. Thích cái tùng. Thích cũng chả làm gì được. Hết tiền à?